Bếp nướng Gusto Kamado Grill Smoker, một dòng đặc biệt dành riêng cho việc đi cắm trại dã ngoại, rất là nhỏ gọn. Tuy nhiên là bếp vẫn đảm bảo được cái đầy đủ tính năng của cái dòng Kamado. Bếp sẽ có 4 bánh vững chãi. Bởi vì chúng ta sử dụng để đi cắm trại cho nên chúng ta sẽ không có bánh xe di chuyển và là nhỏ gọn, cho nên tất cả 4 chân này đều sẽ được làm bằng thép dày 5 ly và có được 4 cái đế để mà điều chỉnh độ cao phù hợp với mặt bằng khiến ta để bếp. Là dòng bếp nhỏ nhất trong cái dòng Kamado, bếp có mặt đường kính là 15 inch, thương hiệu Gusto. Vẫn đầy đủ mọi chi tiết của dòng bếp, ta sẽ có nắp, ta sẽ có 3 phần chi tiết. Đầu tiên là ta sẽ mở nắp hết toàn bộ, sau đó chúng ta sẽ khép lại và chúng ta sẽ có một cái phần xoay để chúng ta điều chỉnh cái lỗ gió trên này. Và đồng thời dưới chúng ta sẽ có một cái cửa gió với lỗ thông khí và đầu tiên một cái cửa khác để đẩy hoàn toàn hẳn vào. Tay nắm của bếp sẽ được làm bằng gỗ, 3 tay nắm bằng gỗ để mà đảm bảo chúng ta không bị phỏng tay trong quá trình sử dụng. Chúng ta bật lên thì mặt vành cũng sẽ được lót một lớp giữ kín nhiệt cho bếp. Bên dưới chúng ta có một cái đế thép để mà chúng ta để than lên đây. Và chúng ta sẽ có một cái vỉ nướng. Và vỉ nướng này cũng có một cái nắp để mở, châm thêm than trong quá trình sử dụng. Khi cần sẽ đẩy lại như thế này. Đó. Phía sau của bếp, chúng ta có một cái phần đai rất là chắc chắn, mặc dù bếp nhỏ, nhưng mà vẫn sẽ có hai đai hai bên cân bằng, bằng lò xo để mà giữ nắp không bị bật ra. 8 đai ốc. Chúng ta sẽ nhìn như thế này, nó sẽ giữ lại hoàn toàn. Khi chúng ta đè xuống, nó sẽ khóa lại, giữ cho nắp kín. Đây là dòng bếp nhỏ nhất trong dòng Kamado, độ đường kính là 15 inch. Được trang bị một cái đồng hồ nhiệt với 3 vùng là grilling, searing and smoking. Nhiệt độ từ 0 độ cho đến 450 độ C hoặc là từ 50 độ F cho đến 800 độ F. Với đầy đủ tính năng của một dòng bếp Kamado Grill Smoker và đặc biệt dành riêng cho việc dã ngoại, cắm trại và đi du lịch, phù hợp cho những chuyến picnic ngắn ngày. Chân thành cảm ơn quý vị.